Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu cả nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Hôm nay em giới thiệu cùng quý vị và các bác một mẫu siêu trầm. Mẫu siêu trầm này thì quý vị và các bác chúng ta ghép cùng với lại những cặp loa bát 25, những cặp loa bát 30. Những dòng loa bát 30 như là những dòng loa nằm, loa cây hay là loa full, quý vị và các bác chúng ta đều có thể ghép được các bác nhé. Vâng, và đây chính là chiếc loa trầm mà hôm nay em muốn giới thiệu cùng với lại quý vị và các bác. Đây chính là chiếc loa siêu trầm WeWood Leader 12 cộng. Vâng. Với công suất là 500W và cái chất âm rất là bạo lực. Quý vị và các bác chúng ta ghép cùng với lại những cặp loa bát 30 không thành vấn đề gì, và đánh rất là hay, tiếng bát rất là sâu, chắc, tròn tiếng, trầm ấm các bác nhé. Vâng, đây là hệ thống tản mạch, tản nhiệt ở đằng sau. Đấy, mạch điện và tản nhiệt ở đằng sau đây. Ở đằng sau đây quý vị và các bác chúng ta có thể thấy đây là tản nhiệt. Đấy, sẽ giúp cho cái mạch những con trở, con sỏ ở bên trong làm việc hiệu quả hơn. Đấy. Và dù là các bác sử dụng trong thời gian lâu dài đi chăng nữa thì nó sẽ không bị nóng và nó không bị méo tiếng các bác nhé. Đấy. Ở đây quý vị và các bác chúng ta có thể thấy đây là nút 0 và 180 độ, đây là volume. Đấy. Còn đây là các bác chỉnh cắt cốt từ 50 đến 150 Hz. Đây là hai đường vào bằng AV hoa sen, còn đây là hai đường vào bằng dây loa các bác nhé. Đấy. Và đây là thông số kỹ thuật của chiếc loa siêu trầm Leader 12 cộng các bác nhé. Đấy. Màu gỗ rất là đẹp và rất là sang chảnh. Ở phía trước thì e căng thép không dỉ này, bao quanh e căng thép không dỉ là màu vàng gôn, đúng không ạ? Đấy, màu vàng gôn. Đấy, rất là đẹp, rất là sang xịn. Đấy. Ở giữa thì nó là logo WeWood các bác nhé. Đấy, ở giữa nó là logo thương hiệu của WeWood. Bên trong thì quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong đấy, cái màng loa nó là màng polyplast, và cái đường gân này nó là cái đường gân cao su. Đấy. Và ở ngoài vành loa thì màu tím than rất là đẹp và rất là nổi bật. Hai lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Đối với những bác nào mà sợ là gia đình nhà mình là có chuột bọ các thứ nó hay vào nó cắn loa súp, rồi là nó vào nó cắn đồ, thì chiếc loa súp này khi mà chuột nhìn thấy là chỉ có phát khóc thôi, bởi vì là không thể nào mà chui vào bên trong được các bác nhé. Đấy, không thể nào mà chui vào bên trong được, kể cả dán các thứ thì cũng không chui vào bên trong được. Đấy, hai lỗ thông hơi nằm ở hai bên này. Đấy. Công suất rất là mạnh mẽ. Hôm nay thì em test cùng với lại một cặp loa đứng. Đấy, một cặp loa đứng, một cặp loa thùng WeWood F75 Pro. Đấy. Đối với chiếc trầm này thì quý vị và các bác chúng ta nghe nhạc gì cũng hay, nếu mà để mà ở trong dàn âm thanh của các bác mà các bác đã thêm trầm vào thì các bác nghe nhạc gì cũng hay luôn. Đấy, và các bác hát karaoke thì cái chất âm nó cũng hay hơn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ test thử quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng cảm nhận các bác nhé. Đầu tiên là chưa có trầm, và sau đó thì em sẽ mở trầm lên cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe nhé các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ tắt trầm đi các bác nhé. Đây. Em sẽ cho volume về 0 này. Đấy. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên. Đầu tiên là chưa có siêu trầm, và chút xíu nữa thì em sẽ mở volume của trầm lên để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận các bác nhé. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống xin một mình. Nhà gần bên em sống
giàu sang, quen gấm nhung đài trang đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở tan, và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng sợ, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lưỡi. Tôi sợ ngang trái làm phần đời chúa xóa thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta những hình bóng trong xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nghèo này mà cặp mà chiếc loa siêu trầm WeWood Leader 12 cộng các bạn nhé. Đây bây giờ anh sẽ tua lại từ đầu và vẫn mức độ âm lượng như vậy các bạn nhé. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống xin một mình. Sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên sông mỗi.
vâng, kể cả là những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, hoặc là những bản nhạc nhẹ nhàng du dương tí tách, thì khi mà có siêu trầm vào thì cái chất âm nó hay hơn rất là nhiều. Đấy. Và bác nào mà nghe qua điện thoại thì các bác kết nối tai nghe vào để nghe được cái âm trầm. Bởi vì điện thoại, loa của điện thoại nó sẽ không truyền tải được cái chất âm của âm trầm các bác nhé. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ, theo dõi và tin tưởng Cốc Cốc Audio chúng em trong thời gian qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.